Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 ha mọi người. Bữa nay buổi trưa trên đây khá là nóng luôn, nhưng mà thôi tranh thủ quay cái dàn xe đang có mặt tại cửa hàng cho mọi người. Nếu mà ai mà thương mình á thì cho mình xin một cái nút đăng ký nếu mà như đăng ký kênh của mình ha. Và nếu như là đăng ký kênh rồi thì cho mình xin một cái like đó. Nếu mà những các bạn nào mà không biết cửa hàng nằm ở đâu á thì mọi người cứ lên trên bản đồ tìm là dòng xe An Phú hoặc là ngã 6 An Phú ha, tới nơi alo cho mình. Còn bạn nào mà không ở gần khu vực dòng xe An Phú á thì mọi người cứ liên hệ với mình, mấy bạn nói là các bạn ở khu vực nào thì mình sẽ tư vấn cho các bạn cái cửa hàng gần cái khu vực mà các bạn mong muốn tới để mua xe ha. Đó, thì hôm nay cái dòng xe Airblade 2021 này vừa được về tới cửa hàng bên mình, đầy đủ tất cả các màu cho anh em lựa chọn luôn. Thì hôm bữa là về cái màu này thôi, có một chiếc về lần có một chiếc một vừa về, cái hôm nay mai bán hết trơn, rất là hiếm cho anh em tìm một mẫu xe này luôn. Thì hôm nay mẫu Airblade 2021 đã về tới cửa hàng đầy đủ tất cả các màu cho anh em luôn lựa chọn luôn. Cái phiên bản 150 phân khối thì màu xanh và 125 phân khối mặt đặc biệt màu đen, thì bữa mình đã quay cho các bạn rồi, các bạn đã xem rồi nên mình không dừng ở đây nữa đó. Thì chỉ quay những cái màu đặc trưng như thế này mà các bạn chưa thấy thôi ha. Đây, thì trước khi mà để vào chi tiết những cái màu sắc của chiếc xe thì mình sẽ báo giá trước cho các bạn nha, để các bạn có thể nắm để các bạn đi mua xe cho dễ dàng hơn. Thì giá xe Airblade 125 phân khối phiên bản 2020 đối với phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá là 41,5 triệu, phiên bản đặc biệt là 44 triệu. Airblade 150 2020 phiên bản tiêu chuẩn là 54,3 triệu và phiên bản đặc biệt là 56,3 triệu. Hiện tại giá xe của 125 phân khối thì nó đang giảm xuống ha mọi người, nhưng mà giá của Airblade 150 thì đang lên 300 ngàn. Nếu mà so với lúc mà mới ra, thời điểm mới ra thì nó giảm xuống ha, tại vì lúc mới ra nó khoảng 57 tới 57,5 lận, nhưng mà thời điểm hiện tại nó còn có 56,3 thôi ha. Đây thì đây 1, 2, 3 phiên bản này là phiên bản 125 phân khối phiên bản tiêu chuẩn ha. Đó, 125 phân khối phiên bản tiêu chuẩn, hồi nãy mình báo giá các bạn là 41 triệu đúng không, 41 triệu. Còn phiên bản đặc biệt thì nó là 44 triệu ha, phiên bản đặc biệt là 44 triệu, 41,5 triệu ha, 41,5 triệu. Còn phiên bản đặc biệt là 44 triệu đó. Đặc biệt là chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi, màu đen và lên tem vàng đồng. Còn phiên bản 150 phân khối á thì nó là màu xanh, màu xanh cũng lên tem đường viền chỉ này nọ thôi, không khác biệt gì hết. Và con bên đây là 150 phân khối nè các bạn, 150 phân khối màu đỏ ha. Nó khác một cái là như thế này, trên xe nó sẽ có chữ 150 phân khối này là giống đợt trước nè. Ở phía sau nó thì cũng y như vậy, nhưng mà nó có một cái tem logo nhỏ của 150 phân khối để mình nhìn coi nó còn khác biệt gì nữa không ha. Cái con màu đỏ của 150 á và 125 á nó sẽ khác nhau một chút xíu, sẽ khác nhau một chút xíu. Đó là con màu màu đỏ của 150 á, đó là màu đỏ huyết, còn 125 này á là cái màu đỏ là đỏ tươi, đỏ tươi ha mọi người. Cái phần kính chắn gió của hai con này thì con này thì nó kính chắn gió nó cao hơn và con này kính chắn gió nó thấp hơn. Nếu như mà bạn nào á mà mua 150 phân khối nhưng mà lại không có thích cái phần kính chắn gió của 150 thì mình có thể đi mua thêm cái kính của 125 mình lắp qua vẫn được ha, lắp qua vẫn được luôn. Tiếp theo là cái phần 150 á, các bạn sẽ thấy là nó chỉ trơn một màu thôi, nó không đẹp bằng 125 nha các bạn, mình thấy như vậy luôn. Đây 125 này các bạn có thể thấy á, là cái phiên bản của những chiếc năm 2020 á thì nó sẽ kiểu như ở đây màu đỏ đúng không, thì ở đây nó sẽ màu đỏ luôn và cái mặt nạ trong này nó là màu đen. Nhưng mà những phiên bản mới của 125 á thì các bạn có thể thấy đây, ở đây nó là màu đen, nó làm cho chiếc xe của các bạn á màu đen nhiều hơn và trông có thể thao cứng cáp hơn rất là nhiều luôn. Đây là màu đỏ đen ha, đỏ đen cực kỳ đẹp luôn. Một lát mình sẽ quay cái phần bên hông xe cho các bạn xem cái đường tem của nó nha. Bây giờ mình xem mặt đầu đèn trước. Đây là màu trắng, trắng đỏ ha. Thì những cái màu như mà phiên bản 2020 á, cửa hàng nào mà còn á thì sẽ còn bán. Còn nếu mà không còn á thì nó sẽ còn 2021 này thôi. Tức là nó sẽ thay hết tất cả những cái màu sắc này hết, màu bạc xanh thay thành màu bạc đen này luôn. Màu trắng đỏ của thằng 125 phiên bản cũ á thì nó sẽ thay thành màu này luôn. Phiên bản cũ á là trắng đỏ và cái chỗ để chân của nó chỗ này đó các bạn, chỗ mà để nhỏ nhỏ cho để chân của nít á thì nó màu đỏ, còn của hàng 125 mới này thì nó là màu đen ha, các bạn có thể chú ý ha. Mức tiêu hao nhiên liệu của 125 phân khối là 1,99 lít trên 100 km, 1,99 lít. Còn cái mức tiêu hao nhiên liệu của thằng 150 á là 2,17 lít ha các bạn, 2,17 lít.
thì các bạn có thể thích màu nào thì lựa chọn màu đó nha. Hôm nay là về đầy đủ các màu cho các bạn luôn, nhưng mà đặc biệt riêng màu xám này á, màu xám này là rất là hiếm ha, về rất là ít luôn. Màu trắng này nhiều nè, màu đỏ nhiều nè, màu xám này cực kỳ ít. Đa số anh em mua màu xám này khá là nhiều luôn. Đó, nên là em có thể suy nghĩ vấn đề này. 150 thì mình có phanh ABS, còn 125 thì không có phanh ABS. 150 thì có cổng sạc USB, 125 thì không có. Đó, các bạn lưu ý vấn đề đó. Nó mắc hơn khoảng 10 triệu đồng mà. Mắc hơn khoảng 10 triệu đồng thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản nào mà các bạn cảm thấy là các bạn thích thôi. Tất cả đều sử dụng ổ khóa smart key hết. Đó. Thì nếu mà bạn nào chưa biết sử dụng ổ khóa smart key như thế nào thì có thể bình luận với bên dưới. Hôm nào mình sẽ làm một video clip chỉ cho các bạn hướng dẫn sử dụng tất cả các dòng xe của dòng sử dụng smart key, ví dụ như là Vision nè, HH Mode nè, Emblem ha, và đặc biệt là Vision và HH Mode là các bạn rất là hay bị khó sử dụng ha, kiểu như là vẫn còn xa lạ, kiểu như là bấm tại sao nó không lên tiếng, rồi đứng remote kế bên mà tại sao mà mình mở chìa khóa lại không được. Rồi thì tiếp theo nha, vấn đề trả góp á, đối với 125 phân khối có giá 41,5 triệu này mà ra biển, mình tính cho các bạn ra biển ở huyện thì khoảng tầm 2,5 triệu, thì các bạn trả trước giùm mình là khoảng là 8-10 triệu thì mình có thể mua lấy được chiếc xe về. Còn nếu mà trả 50% tổng giá trị chiếc xe thì các bạn sẽ được nhận trả về gốc mang về ha. Còn đối với 150 phân khối thì giá của nó là 54,3 triệu, thì các bạn trả trước giùm mình là khoảng tầm 12-15 triệu là các bạn có thể lấy xe về được. Có nhiều bạn hỏi là tại sao bên cửa hàng mình nó trả trước mắc quá vậy, sao không có trả trước 0% hay trả trước 5 triệu. Mình nói với các bạn luôn, mình khuyên thật sự với các bạn luôn, có thể làm được cho các bạn hồ sơ như thế nhưng mà lãi suất cực kỳ cao. Các bạn cứ tưởng tượng là một chiếc xe các bạn mua ví dụ như 60 triệu mà các bạn tiền lãi, các lãi suất của các bạn lên tới gần 30 triệu là gần bằng nửa chiếc xe rồi, các bạn thấy nó sót không? Nên là các bạn phải, thứ nhất là để dành tiền phải được 20% tổng giá trị chiếc xe hoặc là 50% thì mình mua trả góp nó đỡ cực, đỡ lãi. Chứ các bạn cứ suy nghĩ là chưa muốn có tiền mà muốn có xe liền thì cái mức lãi suất khá là cao cho các bạn luôn á, nên các bạn phải để dành trước đi đã. Xe thì còn rất là nhiều cho các bạn ha. Nên là cứ yên tâm về vấn đề xe cộ, không có sợ thiếu hàng đâu ha. Đó. Rồi, thì mình đã vừa cập nhật xong cho các bạn về giá bán và cái vấn đề thủ tục trả góp này nọ kiểu. Nhớ là khi đi mua xe thì đem chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu nếu không có sổ hộ khẩu gốc thì mình sử dụng sổ hộ khẩu photo công chứng nha. Còn chứng minh và bằng lái thì mình phải sử dụng là bằng lái gốc và chứng minh gốc nha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn muốn biết giá ra biển bao nhiêu, bình luận chính xác cho mình biết là huyện nào, ở tỉnh nào nha. Còn vấn đề trả góp thì các bạn phải nhớ nha, đặc biệt trả góp nha, thì các bạn phải trực tiếp tới cửa hàng bên mình để bên tài chính đó, họ sẽ tính cho các bạn về vấn đề lãi suất và tiền bạc này nọ mỗi tháng trả bao nhiêu. Tại vì bây giờ là họ không có cho mình hỏi và trả lời qua online nữa, nên các bạn thông cảm mình vấn đề đó ha. Mình không có làm bên ngân hàng nên là mình không có tính được cái phần đó. Rồi thì bây giờ cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh Cua Vlog nha. Nhớ nè, đăng ký cho mình một cái nút đăng ký nha các bạn, và nhớ nhấn chuông để khi mình ra clip nào thì các bạn sẽ cập nhật và biết được mình ra clip gì. Và bây giờ mình sẽ quay phần bên hông tem xe cho mọi người xem và kết thúc video ha. Xin chào các bạn, tạm biệt. Rồi, đây là phiên bản màu đỏ ha, 125 đây. Các bạn thấy nha, tem một đường viền chỉ đỏ, không được nổi bật lắm ha, cũng không được nổi bật lắm. Nhưng mà khi qua phiên bản màu trắng thì các bạn có thể thấy nè, đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, chiếc màu trắng mà phiên bản cũ á, thì cái chỗ để chân như cũng nít chỗ này nè, thì nó là màu đỏ, còn cái này là màu đen, nó giúp cho các bạn đỡ phải chạy xước hơn. Màu trắng nha, con này màu trắng đây. Bên này màu xám thì phải nói là quá đẹp rồi. Nam nữ gì đi cũng cực kỳ đẹp, quá mê luôn mọi người. Đáng tiếc nó không có trên 150 phân khối, nó chỉ có ở trên 125 thôi. Anh em có thể mua chiếc 150 phân khối rồi mình có tiền điều kiện thì mình mua vàng ám thêm, mình lắp lại ha. Đây, phần góc độ bên đây cho mọi người xem ha. Xe Airblade là cũng cực kỳ đẹp và thể thao y như, không thua kém gì với Barilo hết. Lần này phối màu cực kỳ đẹp luôn, quá đẹp luôn.